Những điều anh em cần check khi đi mua áo da thật phần 2. Khóa kéo là thứ mà anh em rất ít khi để ý khi đi mua áo da, nhưng nó thực sự quan trọng tại vì khóa kéo được anh em sử dụng vô cùng thường xuyên. Và chất lượng của khóa kéo thì cũng mang đến cái trải nghiệm của người dùng. Hiện nay IKK là loại khóa của Nhật được xếp hạng tốt nhất hiện nay. Khóa IKK thì kéo rất là mượt mà, răng khóa được gia công tốt, khi vuốt thì không bị sắc tay và không bị cấn tay. 100% các sản phẩm của FTT Laser thì làm bằng khóa IKK, có những cái hóa đơn nhập khẩu IKK từ nhà máy chính hãng của Nhật, vậy nên anh em có thể là kiểm tra tại FTT Laser. Đối với chính sách bảo hành của FTT Laser thì trong vòng 2 năm khách hàng được miễn phí sửa chữa các loại khóa kéo, thậm chí là thay thế các loại khóa kéo cho mọi tình huống hỏng hóc. Tuy nhiên khóa IKK bị fake rất nhiều, hiện nay rất khó để anh em nhận biết được bởi chính IKK cũng có rất nhiều mẫu thiết kế khác nhau. Vậy nên không có một cách chính thức để phân biệt loại khóa IKK thật. Chủ yếu các loại khóa IKK fake thì sẽ có răng thưa hơn, mặt khóa sắc và khó kéo hơn. Vậy nên khi anh em đi mua áo da hãy kiểm tra các loại khóa kéo này để đảm bảo có trải nghiệm tốt nhất nhé. Những điều cần check của các sản phẩm áo da thật hẹn anh em ở phần 3. FTT Laser áo da thật hàng đầu Việt Nam.